Đau lưng là một triệu chứng phổ biến có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ những tổn thương nhỏ ở cơ bắp cho đến các bệnh lý nghiêm trọng về cuộc sống. Vậy đâu là giới hạn giữa cơn đau lưng thông thường và cơn đau lưng cần được điều trị? Các nguyên nhân gây đau lưng thường gặp. Đau lưng do thoái hóa cột sống thắt lưng. Tình trạng đau lưng do thoái hóa thường gặp sau 50 tuổi. Các biểu hiện đau lưng xuất hiện khi người bệnh vận động, xoay trở vùng cột sống thắt lưng, đặc biệt thường khởi phát sau một vận động cột sống thắt lưng quá mức kéo dài. Các biểu hiện này thường giảm khi người bệnh nằm nghỉ ngơi. Đau lưng do thoát vị đĩa đệm, cột sống thắt lưng. Tình trạng đau lưng do thoát vị thường gặp ở lứa tuổi 20 đến 50. Các biểu hiện đau lưng thường xuất hiện khi người bệnh ngồi lâu, đứng lâu hoặc cúi người về phía trước, hoặc vận động mạnh đột ngột sai tư thế như cúi lưng khiêng nặng, té đập mông. Tình trạng đau lưng giảm khi người bệnh nằm nghỉ hay thay đổi tư thế. Đau lưng thường lan xuống vùng mông, đùi, cẳng bàn chân, một hoặc hai bên. Đau lưng do hẹp ống sống, người bệnh có biểu hiện đau cách hồi thần kinh, cảm giác đau, nóng rát hay châm chích vùng lưng lan mông, đùi, cẳng chân xuất hiện khi người bệnh đứng hay đi lại, giảm khi người bệnh cúi người ra phía trước. Tuy nhiên, việc chẩn đoán xác định ngoài khám lâm sàng thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng. Đau lưng do loãng xương. Tình trạng loãng xương gây đau lưng thường gặp ở nữ giới sau mãn kinh hoặc người bệnh dùng corticoid kéo dài. Đa phần có diễn biến âm thầm không biểu hiện. Các biểu hiện thường xuất hiện khi người bệnh có dấu hiệu gãy xương do loãng xương, ví dụ như đau lưng khi có gãy xẹp đốt sống thắt lưng hay đau vùng khớp háng khi có gãy cổ xương đùi. Nguyên nhân khác cũng có thể khiến chúng ta đau lưng, đó là ngồi lâu ở các văn phòng, thừa cân, suy nghĩ căng thẳng cũng có thể gây đau lưng thấp. Các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp bao gồm công việc phải nâng, kéo, đẩy các vật nặng, nhất là khi phải xoay vặn hay chuyển động cột sống. Các nghề ít hoạt động hoặc ngồi suốt ngày trên ghế, nhất là khi ngồi sai tư thế hay không được chống đỡ lưng phù hợp cũng có thể bị đau lưng. Vậy khi nào bạn cần đến bệnh viện? Thông thường đa phần triệu chứng đau lưng thường thuyên giảm sau khi người bệnh nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi đau lưng đi kèm các triệu chứng như những trường hợp sau đây thì cần nhập viện ngay. Sốt cao, vùng lưng đau nổi cục u hoặc sưng, bị thay đổi hình dạng. Cơn đau không cải thiện sau khi nghỉ ngơi hoặc đau hơn vào ban đêm. Đau nhiều khi hắt hơi, ho hoặc xón tiểu, đau lưng kèm ngứa ran, yếu hoặc tê ở cả hai chân. Đau lưng kèm tê hoặc ngứa ran vùng xung quanh bộ phận sinh dục hoặc mông, khó đi tiểu, mất kiểm soát bàng quang hoặc ruột, đau lưng kèm tức ngực. Ngoài ra, người bệnh cần một chế độ sinh hoạt, vận động, kiểm soát cân nặng, tính chất công việc cũng quyết định rất nhiều vào việc kiểm soát hiệu quả triệu chứng đau lưng. Nếu cơn đau lưng ngày càng nặng, thực hiện những bài tập tại nhà vẫn không cải thiện đau lưng thì cần gặp bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau hoặc thuốc để các cơ lưng được nghỉ ngơi. Đau nhức xương khớp là triệu chứng phổ biến, được chia thành hai nhóm chính là nhóm thoái hóa và do viêm. Để giảm đau, hỗ trợ điều trị, phòng ngừa đau tái phát, ngoài việc sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ thì người bệnh cũng cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp. Sau đây là những thực phẩm tốt cho xương khớp mà người bệnh nên ăn hàng ngày theo lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Thoa, Trung tâm Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai. 1. Sữa và các sản phẩm từ sữa. Canxi là dưỡng chất cần thiết để phát triển và duy trì xương, răng, khỏe mạnh. Sữa và các sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi dồi dào để giúp xương chắc khỏe hơn. Trong đó không thể không kể đến sữa tươi và sữa chua. Vì vậy, nên bổ sung thường xuyên để cơ thể có thể nhận được lượng canxi theo khuyến nghị hàng ngày. Một ngày, mỗi người nên tiêu thụ khoảng 2 cốc sữa. Với những người bị dị ứng hoặc không dung nạp sữa thì nên tránh thực phẩm này. 2. Cá béo tốt cho người bệnh xương khớp. Các loại cá béo như cá thu, cá trích, cá hồi, cá mòi, cá cơm, cá ngừ hay dầu cá là nguồn cung cấp dồi dào những chất dinh dưỡng như vitamin D và axit béo omega 3. Loại chất này khi hấp thụ vào cơ thể sẽ kích thích quá trình lưu thông máu và hạn chế cơn đau khớp tích cực. Đây là những chất có khả năng chống viêm tốt và giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp do bệnh viêm khớp nhờ ức chế sản sinh enzyme và cytokine phá vỡ sụn. Có thể ăn món cá 2 lần mỗi tuần, khẩu phần ăn cho mỗi lần ăn từ 100 đến 200mg cá. 3. Quả óc chó và hạt lanh. Quả óc chó và hạt lanh có chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng như protein, chất xơ, omega 3, vitamin,
chất chống oxy hóa cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như natri, magie, kali, sắt. Chính hàm lượng omega 3 dồi dào trong hai loại thực phẩm này có tác dụng làm tăng lượng canxi trong xương, từ đó làm giảm các triệu chứng viêm, sưng khớp. 4. Dầu ăn thực vật. Ngoài thành phần các chất béo chứa trong dầu ô liu có lợi cho tim, trong dầu ô liu nguyên chất có chứa hợp chất oleocanthal có khả năng hoạt động tương tự như ibuprofen. Bên cạnh đó, dầu ô liu nguyên chất còn chứa lubricin giúp khớp hoạt động trơn tru và bảo vệ các mô sụn không bị tổn thương. Do đó, thích hợp với những người bị thoái hóa khớp. 5. Đậu nành. Là thực phẩm rất quen thuộc với giá thành rẻ nhưng lại có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Đậu nành chứa hàm lượng protein, muối khoáng, canxi, sắt, magie, phosphor, kali, natri, sunfua và hàm lượng các vitamin rất cao. 100g đậu phụ chứa tới 345mg canxi, chỉ một chén đậu nành nấu chín có tới 175mg canxi. Đậu nành còn có đặc tính chống oxy hóa cao, kích thích sản xuất collagen ở tế bào sụn. Do đó, bổ sung loại thực phẩm này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, béo phì, đặc biệt là viêm khớp. 6. Trà xanh. Nhiều người bị đau xương khớp và cảm thấy khó chịu do tình trạng này ảnh hưởng tới cuộc sống thì uống trà sẽ giúp cải thiện đáng kể. Trà xanh luôn được biết đến như một thức uống chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ loãng xương. Theo đó, chất phytocannabinoid trong trà xanh được gọi là epigallocatechin 3-galate, có thể ngăn chặn tác động của viêm khớp dạng thấp mà không ảnh hưởng đến các chức năng tế bào khác. 7. Rau xanh và trái cây. Các loại rau lá màu xanh đậm và trái cây giàu vitamin C có tác dụng tốt đối với bệnh đau nhức xương khớp nhờ chứa lượng lớn vitamin và chất xơ. Hai hợp chất rutin và quercetin trong trái cây được chứng minh có thể giúp tăng mật độ xương, giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp. Các loại rau xanh như cải mầm, rau bina, cải xanh, cải xoăn, bắp cải, bông cải là những nguồn thực phẩm có tác dụng tốt để giảm thiểu tình trạng viêm khớp. 8. Các loại nấm. Nấm là thực phẩm có thể cung cấp lượng vitamin D2 cao hơn hầu hết các loại thực phẩm khác. Nấm cũng tạo ra vitamin D khi ở dưới ánh nắng mặt trời. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin D duy nhất không có nguồn gốc từ động vật. Nấm có tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, đái tháo đường, thoái hóa xương khớp. Chế biến các món ăn từ nấm kết hợp cùng một số loại rau củ khác như cà rốt, bông cải, ớt trong các bữa ăn sẽ giúp bổ sung các vitamin A, E, C, K, giúp cơ xương dẻo dai.